Xin chào, chào anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục ra video chia sẻ cho anh em một cái app đi bộ kiếm tiền trên cái điện thoại Android. Mình chỉ chia sẻ cho những anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi thì mình cho qua ha. Rồi bây giờ anh em vào cửa hàng Sexlay tải cho mình cái app này. Tốt. Đúng như trong hình luôn nha anh em. Để tránh mất thời gian của anh em, mình đã tải rồi, bây giờ mình chia sẻ cho anh em cái cách cài đặt. Và sau đó là cái cách nạp tiền vào cái số điện thoại của mình trên chính cái app này luôn. Mình đã làm rồi và là thành công nên mình chia sẻ cho anh em. Bây giờ mình tiếp tục. Anh em vào ứng dụng Tot. Anh em chọn chữ tiếp theo nè. Anh em lại chọn tiếp theo luôn. Mình đang cấp quyền để mở cái ứng dụng này ra luôn nha anh em. Rồi anh em chọn một cái tài khoản Gmail này, nếu anh em nào chưa có thì anh em tạo, còn bây giờ mình đã có rồi thì mình chọn cái Gmail có sẵn nha anh em. Rồi anh em chọn cho phép. Anh em chọn cho phép luôn. Anh em chọn cho phép. Tất cả cho phép hết. Anh em bắt đầu kéo xuống nè. Kéo xuống hết luôn. Rồi anh em chọn cho phép luôn. Anh em chọn tiếp theo. Đầu anh em nhập cái số điện thoại nè, cái số điện thoại mình đang sử dụng nha anh em. Để khi mà nó gửi cái mã OTP về mình có thể nhập vào nghe anh em. Chứ anh em gửi số điện thoại khác là mình không có thể nào nhập được nghe anh em. Anh em chọn tiếp theo. Rồi. Bắt đầu nó sẽ gửi một cái tin nhắn về cái số điện thoại của mình. Rồi mình lấy cái số OTP đó mình nhập vô trong cái chỗ mã OTP này. Nhập xong anh em chọn tiếp theo. Anh em chọn đồng ý và tiếp tục. Vậy là mình đã đăng nhập được nghe anh em. Cái app này mình tải do cái đường link người khác giới thiệu nên mình vừa tải xong là được 3.000 trong cái tài khoản của mình nghe anh em. Xong rồi anh em nhấn vào ngay trong cái gói quà đó, nên cái quà này nè để nhận tiền anh em. Và anh em lưu ý nè, khi mình tải cái app này về rồi á thì anh em cứ để đó không cần động đậy gì hết, nhưng mà tới cuối ngày á anh em phải nhấn vào cái gói quà này nè cho hết luôn để mình nhận tiền. Nếu mà ngày hôm đó anh em không nhận là ngày hôm sau nó mất luôn nghe anh em. Anh em lưu ý cái vấn đề này nghe anh em. Rồi anh em có thể mời bạn bè. Nếu mà bạn bè tải theo cái đường link của anh em cũng được 3.000 và bạn bè cũng được 3.000 luôn nghe anh em. Rồi, khi mà tài khoản của anh em được từ 5.000 trở lên thì anh em bắt đầu có thể nạp nạp tiền được. Hiện tại mình cũng đã sử dụng được vài ba ngày rồi. Rồi bây giờ mình lấy một cái tài khoản khác để bắt đầu mình đăng nhập, mình chia sẻ cho anh em. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái bước thứ hai là chia sẻ cho anh em cái cách mà rút được tiền nghe anh em. Bây giờ mình sang bước hai thôi.
Hiện tại số tiền trong tài khoản của mình đã trên 5.000 rồi nghe anh em. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách nạp tiền vào cái số điện thoại của anh em luôn. Anh em chọn vào chỗ sử dụng. Rồi bây giờ anh em chọn cái hàng thứ hai chỗ nạp điện thoại nè. Rồi anh em bắt đầu điều chỉnh nè. Chỗ là số tiền nạp nè. Chỗ này là nó sẽ nhỏ hoặc là bằng cái số tiền trong tài khoản của anh em. Và số điện thoại là cái số điện thoại anh em cần nạp nè. Ở chỗ nhà mạng, tức là nhà mạng của cái số điện thoại ở phía trên. Rồi anh em chọn chỗ nạp ngay. Anh em chọn đồng ý và tiếp tục. Đã nạp tiền thành công, anh em chọn xác nhận. Rồi anh em trở ra nè. Số tiền trong tài khoản của anh em đã bị trừ rồi nghe anh em. Rồi bây giờ mình trở về cái tin nhắn trên cái hệ thống của mình nè. Quý khách đã được thanh toán 5.900 đồng từ nhân viên DLC2 gì đó. Và cái tin nhắn này tức là cái tài khoản của mình lúc nãy đã được nạp 5.000 rồi nghe anh em. Rồi chúc anh em thành công. Nội dung video ngày hôm nay mình xin được dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.